Sáng nay 7 tháng 7 tại Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đã diễn ra hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Lâm Đồng và Kiên Giang. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp hai tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, tạo cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cũng như tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên. Hội nghị kết nối giao thương đã thu hút 26 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhà phân phối của hai tỉnh tham dự với các sản phẩm như cà phê, mật ong, nước mắm, rượu vang, tinh bột nghệ, cacao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi thông tin và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản thế mạnh, sản phẩm OCOP của hai địa phương. Đến với lại hội nghị giao thương ngày hôm nay thì tôi rất mong muốn được đem sản phẩm của công ty mình là những sản phẩm cacao mang lại giá trị dinh dưỡng và sắc đẹp cho người tiêu dùng để có thể phát triển rộng ở thị trường miền Tây, đặc biệt là ở thị trường tỉnh Kiên Giang, nơi là một tỉnh có cái thị trường đang phát triển du lịch và thu hút được rất nhiều đông người dân kể cả ở trong nước và ở trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi là nó khác, nó đặc trưng khác với những sản phẩm của các đơn vị khác. Là vì chúng tôi làm trà xanh kết hợp với hoa và thảo mộc, nó mỗi cái loại hoa nó có một cái chất xúc tác riêng và nó tăng cái dược tính cho trà. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương hai tỉnh Lâm Đồng và Kiên Giang đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghiệp nông thôn, kết quả sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Các doanh nghiệp của hai tỉnh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ nhau phát triển, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn của địa phương. Tỉnh Lâm Đồng thì là thế mạnh về du lịch, thì bên sản phẩm từ cỏ bàn của công ty em thì kết nối được với Lâm Đồng là để vừa phát triển được cái sản phẩm ra khu vực phát triển về du lịch, kết nối giữa các sản phẩm với nhau, tạo điều kiện cho làng nghề và sản phẩm em ngày càng phát triển hơn. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp của Phát hôm nay đến đây là cái mang đến là 5 sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là đã được công nhận 3 sao OCOP. Thì cái sản phẩm thứ nhất là tôm khô thiên nhiên. Thì tôm khô thiên nhiên của hợp tác xã Hiệu Phát thì là tôm là nuôi san canh trong lúa. Thì cái tôm này là cái độ đạm nó rất là cao. Nằm trong chương trình hội nghị, các doanh nghiệp tham gia đã trưng bày các sản phẩm, giới thiệu và kết nối trực tiếp giữa hệ thống phân phối với doanh nghiệp sản xuất cung ứng hai tỉnh. Kết thúc hội nghị đã có 17 biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp hai tỉnh. Đây là khởi đầu tốt đẹp cho việc hình thành các kênh phân phối đặc sản theo vùng, hướng tới sự phát triển và mở rộng mạng lưới tiêu thụ cho các sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh.